trong năm 2023, báo chí đã cập nhật không ít những tình trạng đột quỵ, tạo lên một làn sóng lo ngại đến sức khỏe cộng đồng. Các bác sĩ và chuyên gia y tế đã ghi nhận tình trạng tăng đột biến xuất hiện cả với những người trẻ tuổi. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ca sĩ nhí một thời Huỳnh Vũ Thạch, cựu thành viên nhóm Ve Sầu, sinh hoạt tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, qua đời lúc 6 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 1 vì đột quỵ, hưởng dương 35 tuổi. Huỳnh Vũ Thạch cùng với 4 thành viên khác trong nhóm Ve Sầu là Anh Huy, Hồng Quang, Khương Duy, Anh Tuấn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ, đặc biệt là khán giả nhí. Nhóm từng cho ra mắt các ca khúc như Mùa Hè Ra Phố, Những Ước Mơ, Vẽ Vẻ Ve, Về Với Biển, Tâm Sự Những Chú Ve, Vẫn Nhớ Hoài, Hồi Trăng Rằm, Hãy Thắp Lên Ngọn Nến. Sau khi nhóm nhạc Ve Sầu tan rã, Huỳnh Vũ Thạch không theo con đường nghệ thuật mà chuyển hướng sang truyền thông báo chí. Anh cộng tác với một số đơn vị truyền thông, đài truyền hình, trường đại học. Đồng thời, Huỳnh Vũ Thạch cũng làm quản lý truyền thông cho nhiều nghệ sĩ Việt. Theo đồng nghiệp nhận xét, anh là người sống tử tế, hết mình với công việc, dễ thương và ân cần với mọi người. Chính vì vậy, thông tin anh Thạch qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 14 tháng 1, bạn bè, đồng nghiệp của Huỳnh Vũ Thạch có thể đến viếng tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Lễ động quan diễn ra vào ngày 16 tháng 1, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Xác nhận với Tuổi Trẻ Online vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 3, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, trao đổi giữa cơ quan với gia đình ông Trần Văn Minh, ông bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù đã tích cực cấp cứu nhưng ông Minh đã đột tử. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ông Trần Văn Minh nhập viện cấp cứu vào sáng sớm 4 tháng 3 và bệnh viện đã báo cáo cho ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Ông Minh được người nhà gọi cấp cứu với lý do ngưng tim ngưng thở ở nhà, sau đó được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở trước đó. Được biết, ông Trần Văn Minh, sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế. Hiện ông giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 gồm 18 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tháng 1 năm 2019, khi đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Minh được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 6 tháng 6, tin từ Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế cho biết tình hình sức khỏe của em N, 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành sư phạm ngữ văn, quê Thanh Hóa, bị đột quỵ khi đang trong giờ học có tiên lượng không tốt. Trước đó, sáng cùng ngày khi đang trong giờ học, em N bất ngờ bị đột quỵ, gục ngay tại lớp học. Em N nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế. Thầy Trương Thế Quy, phòng công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, sau sự việc xảy ra, đại diện nhà trường đã đến bệnh viện để nắm tình hình, cũng như hỗ trợ bước đầu cho em N trong lúc đợi người nhà của em từ Thanh Hóa vào Huế. Do hoàn cảnh N khó khăn, nên thầy Quy cho biết đang kêu gọi hỗ trợ cho N và chờ xem tình hình của em tại bệnh viện. Dù bệnh tình được tiên lượng rất nặng, nhưng hy vọng em N sẽ vượt qua. Vào tối 29 tháng 6, người dân 50 tuổi bị chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não, tiên lượng xấu. Nhận được chỉ đạo, binh đoàn 18, công ty trực thăng miền Nam để huy động trực thăng đi thực hiện nhiệm vụ. Tổ bay gồm 3 chiến sĩ cất cánh lúc 19 giờ tại Vũng Tàu. Sau đó đón tổ quân y bệnh viện 175 tại sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra đảo Trường Sa lớn cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền. Sau khoảng 8 tiếng, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện 175 để tiếp tục điều trị tích cực. Được biết điều kiện thời tiết lúc thực hiện nhiệm vụ khá phức tạp, song quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân, tổ quân y bệnh viện 175 và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt mọi tình huống, hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Ngày 13 tháng 7, đại diện trạm BOT Liên Đầm, quốc lộ 20, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xác nhận có một ca đột quỵ khi mua vé qua trạm. Nhờ được nhân viên ca trực cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã được cứu sống. Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 12 tháng 7, tài xế xe tải dừng xe mua vé qua trạm. Bất ngờ tài xế lên cơn đột quỵ, tay co quắp, người ngã về phía phụ xe. Khi thấy tài xế bất thường, nhân viên ca trực đã đưa tài xế vào trạm tiến hành sơ cứu. Khoảng 10 phút sau thì nạn nhân hồi tỉnh. Ca trực đã lưu nạn nhân lại nghỉ ngơi và theo dõi dấu hiệu để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi hồi tỉnh, nạn nhân đi lại và nói chuyện bình thường. Đến 5 giờ thì phụ xe đưa đến bệnh viện huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để khám. Bệnh nhân được xác định đã lên cơn đột quỵ với triệu chứng nhẹ, yêu cầu khám chuyên khoa để tìm kiếm nguyên nhân. Các nhân viên trạm BOT thực hiện sơ cứu gồm Trần Văn Công là trưởng ca, Đặng Lệ Huyền, nhân viên, Trần Thị Thu Huyền, nhân viên đã được trạm BOT Liên Đầm thưởng nóng vì đã can thiệp kịp thời giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch. Ngày 2 tháng 8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang trong quá trình điều tra. Trước đó vào cuối giờ chiều ngày 1 tháng 8, anh T là công nhân của một nhà máy trong khu công nghiệp đã bị gất xỉu ngay trước nhà xưởng. Trước khi gất xỉu, anh này có thi chạy dẫn với đồng nghiệp khác trong khuôn viên nhà máy. Tuy nhiên sau khi chạy, anh T đột nhiên mệt và ngồi nghỉ lại rồi gất xỉu tại chỗ.
nhà máy đã tổ chức sơ cứu, sau đó đưa đến phòng khám tư nhân để cấp cứu. Anh này tiếp tục được đưa đến trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ để chữa trị nhưng không qua khỏi. Đoạn video ghi lại cảnh tài xế đang điều khiển xe khách chạy trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ gục xuống, xuất hiện cơn co giật nửa người trái, xoay mắt đầu sang phải. Tình trạng này kéo dài khoảng 1 phút. Lúc này, tài xế đã dừng xe kịp thời nên không xảy ra tai nạn. Người trên xe gọi điện trung tâm cấp cứu 115, nhưng khi xe cấp cứu đến thì tài xế này đã được đưa đi bệnh viện và tử vong sau đó. Thông tin ban đầu cho biết tài xế lái xe khách tuyến Laji tại Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó trên mạng xã hội cũng lan truyền một vài trường hợp tài xế xe khách bị đột quỵ tương tự. Sau khi xem clip, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để chẩn đoán nguyên nhân tử vong của tài xế khi chỉ dựa trên một đoạn clip là rất khó. Tuy nhiên, cơn co giật cục bộ nửa người trái là điểm mấu chốt, chứng tỏ tài xế đã bị tổn thương nghiêm trọng bắn bộ não bên phải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng cũng nhận định tài xế tử vong nhanh sau đó nhiều khả năng có thể do xuất huyết não lượng lớn gây thoát vị não. Vì với đột quỵ thiếu máu não, dù tác động mạch lớn, để gây tử vong cũng cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, tỷ lệ gây ra cơn co giật của xuất huyết não cũng cao hơn đột quỵ thiếu máu não. Và nếu đúng là xuất huyết não, 90% nguyên nhân là cao huyết áp. Trưa ngày 5 tháng 9, ông Lê Phước Hậu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xác nhận thông tin hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tràm Chim bị đột quỵ trong lúc đọc diễn văn khai giảng sáng cùng ngày. Theo ông Hậu, sáng ngày 5 tháng 9, thầy L đang đọc diễn văn khai giảng năm học mới thì bất ngờ bị đột quỵ ngã xuống ngay tại sân lễ. Ngay sau đó, thầy L được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định thầy L đã ngưng tim, cơ thể tím tái, nghi do đột quỵ. Hiện thầy L đã mất, thi thể đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Thầy L có trên 20 năm công tác trong ngành giáo dục, làm phó hiệu trưởng và hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tràm Chim. Sau khi thầy L bị đột quỵ, lễ khai giảng của nhà trường cũng tạm dừng. Video tổng hợp từ các nguồn báo chí chính thống nhằm cảnh báo nguy cơ đột quỵ đang tăng nhanh và trẻ hóa những năm gần đây. Hoạt động tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của đột quỵ nằm trong dự án bảo vệ tim mạch Việt Nam do Viện Nghiên cứu và Phát triển Y dược dân tộc Charlie Beck phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc phát động. Mọi thông tin liên hệ về dự án vui lòng liên hệ 098 55 4329.